Anh đây ăn kìa. Ôi, một đống cá luôn. Đây. Cho ông ngủ. Bây giờ. Trời ơi, đậu bóng, ông Sam. Ngủ rồi, tao chẳng ngủ nữa trời. Ông nhớ nhà ông nhớ mùa mưa mấy tháng trước không? Quên đi mày ơi, đậu không tao nhớ mùa mưa tao chứ. Ông nhớ tôi đang ngủ ông quán ông kêu tôi ông đem tôi ra ngoài dũng nước không? Ủa, tao quên luôn rồi, tao không nhớ. Nhớ không? Không? Tao từ đó tao không kiếm chuyện ai chứ, đậu ngủ không. Ê, anh em, bây giờ anh em đã biết làm gì rồi đó. Làm gì? Cắt cái dấu kia ông ra chuồng hổ luôn. Ra chuồng hổ luôn. Không đi. Mẹ, ông dài tôi nghe nói ông đực lắm. Mẹ. Bỏ nằm đây được rồi. Mẹ. Thôi được rồi. Ra ngoài của mày họ sửa ấm cho ông. Đúng. Cứng rồi. Đúng rồi. Cứng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi.
Nữa không? Muốn nữa là nữa. Nữa không? Phạm tới tao không ngủ rồi mà tại sao tao ngủ tới này? Ngủ có đi thì ngủ không? Nói gì? Nó nghe gì vậy ông ta? Nó nhẹ quá rồi. Đây, bây giờ cắt tay đi. Giờ làm gì? Bây giờ cắt dây, cắt dây giống, thiếu ra cái chuồng hổ. Bây giờ ngủ lông mày đi. Mình giúp nó mày đi. Ủa, bọn tao không ngủ rồi, tao cho tao ngủ hết rồi. Này ông giống thằng tiên cá Marina chứ. Ê, nhìn cái giọng mới cắt được cha. Rất cái bịch luôn á. Anh em tao có. Ôi, nhìn ông không đây. Ôi, coi cứng chưa? Hồi ông vụt ra được bú luôn nha. Anh em tao có gieo hù cái quán ra đâu trời. Ê, chắc đi vô luôn, ông không vô hù. Chỉ có chịu chứ trời. Rồi nhìn giọng nha. Ê, cắt thôi, cắt cái đó trước nè. Hồi rất hình chung cái chết luôn nha. Ừ, cắt cái đít chứ phải. Cái gì mà la dữ trời. Rồi, bây giờ quăng dưới luôn. Ê, Thiên tiếp ơi. Thiên. Ra được không nổi. Không có té chết luôn với mấy ông nội. Ê, quăng lại dưới đi. Hồi đây kia nó nổi được kia. Ê, quăng dưới luôn. Để thằng được rồi, đụng không có té cái kỹ sống chết luôn á. Ai chú nằm? Ủa, không bây giờ thằng này con nó sao nằm? Ủa, tôi ông chứ đâu phải con tôi đâu, đậu xuống. Có chịu chưa? Xuống, hai hàng xuống dưới đi. Hai người xuống dưới đi. Ừ, bỏ cái chân. Ở cho ông đứng vậy luôn. Nè, đó, bỏ chân xuống nha. Bỏ cho ông đứng dưới luôn. Bỏ chân xuống. Cho chân xuống và cho ông đứng dưới. Cho cái giò xuống. Cho giò xuống, cho đứng luôn. Ừ, đó. Vậy muốn chết không chịu rồi, đậu xanh đậu khó vậy. Nè. Ủa, một té chết luôn em mẫu. Ê. Đâu mà té. Dạ. Thiên lên nha. Ôi. Thiên lên. Nói không. Không nổi, không nổi, nặng quá. Nặng quá. Không gì, mà mập dưới em cạnh. Đây là lùng. Khi. Dạ. Ê, tôi khi tiếp cho. Nè, qua luôn nha. Dừng hỏa. Bảo mặt ra. Thôi, từng người bước qua nha. Rồi. Ê, trời ơi, ông cái khổ. Con nhỏ nội, bãi cái khổ rồi nè. Cái đầu bọc á. Tao không thả đâu, thả ra. Ừ, ê, thả cho nó luôn. Xuống thả đi luôn. Bỏ giờ xuống. Đậu bọc nè. Nè, nó lớp trong cái gói nằm nè. Mấy con phố ơi, cứu ra mấy con phố ơi. Rồi, ra đi. Gãy lên cho, thôi ăn đi. Này cãi mà cho mình cho hỏi ăn nha các bạn. Ừ. Rồi cho hỏi ăn nha. Ôi, bỏ ra cái chỗ điểm này thôi. Bỏ đi quay đậu. Bỏ đi. Bỏ đi. Bỏ nằm ngồi chỗ này không? Có chỗ này ngon nhất. Mát, mát chỗ này mát luôn. Rồi, bỏ đi cho hỏi ăn. Bỏ ngay, bỏ ngay. Ủa tao không ngủ rồi, tại sao tao ngủ nữa trời. Ủa bỏng cái tay nữa. Kiếm gì vậy? Rồi. Kiếm kiếm có cái gì? Có bỏ lên cho thỏ. Có đó. Gì đó kiếm? Có xí thỏ nè. Ê thỏ nó kìa. Nãy nãy gà chú cho thỏ ha. Mấy thỏ để ba mấy lại xuống bà. Ừ. Cứu nè, cho tôi không? Cứu nè. Lại cứu con ra mấy đây. Anh đây ăn kìa. Ôi, hụt đống ra luôn. Gì vậy? Gọi đang gì vậy? Làm gì vậy? Cho viên xích vô hả? Đúng rồi. Quăng đây luôn, quăng hết đây luôn. Ừ. Gió không ngủ người quá đẹp ghê vậy. Vậy chứ, vậy tao ngủ ngồi đây, tao ngủ không? Đậu xanh lấy len kìa nè, tao xuống luôn đi, đậu. Ê, ai kêu lúc trước ông cho tôi chị. Giờ phải lấy len kìa, xong rồi, lấy đuổi thỏ, đuổi thỏ ở đây. Chưa lấy nước đá là mai đó. Đuổi nguyên vàng thỏ ở đây luôn vậy, đúng rồi. Cho này nó ăn không luôn. Thỏ quá, đậu không dám được cái thỏ á. Cái thỏ một đống luôn mà. Ê, ông tự thỏ ra chứ. Tự đóng lại hả? Tự đóng lại chứ. Khai đá khó nó đụng con gai đi coi ơi. Thôi đừng có đặt thôi. Rồi đi coi. Khai đá khó lại hả? Gái gì vậy? Khai đá khổ quá. Đụng đau tay gì vậy? Trời. Quán cái đẹp ghê. Quán sợ sức gai quán ít vậy. Vậy? Tôi sợ tôi sức gai quán ít vậy. Nhẹ quá. Quán nhiều quá đó. Còn. Còn quán nói vậy. Quán ít vậy.
sao thỏ nó không lại nó ăn ông ta? Mình đứng đây, đứng đây, đứng đây. Tôi đây, à, kìa, kìa, nó đang rủ bầy đàn ra kìa. Ờ, được, im đi, im đi. Đây, đừng la. Ê, mình đặt máy quay đi, mình đứng đứng xa xa cho nó lại, đứng cặp ổng ta. Đây, đây, đây. Đây hả? Đây, không gửi ông ra, có khỉ móc không cặp. Có đâu cặp. Rồi, lại, lại cắn keo ra con này. Nè dám ăn một cái túi này dám ăn. Còn cái còn đâu rồi chạy mình còn nhiều đồ chơi đó hứa không Sam hứa không đúng không gì á đâu còn nhiều vậy hút bằng dạ luôn không dính bố hổng luộc chơi chơi nè các bạn. Trời ơi, quách luôn rồi. Còn nước không? Lắc lên, lắc lên, lắc lên. Trời ơi. Trời lên, trời lên. Trời ơi. Giò tiêu mấy anh thỏ rồi. Mấy anh thú quắc luôn rồi. Ok, mấy anh thỏ đây, cứu con đi. Ông Sam, quay ra đây, ông Sam. Ông Sam đang cắn bằng keo hay gì đó. Đang mở dây hay gì đó. Ổng xanh cái cùi túi kìa bạn. Mày mở gì? Mày mở gì? Ok mở gì? Ôi, kinh kinh vô mấy. Đi 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 xuống đi xuống. Cái túi kìa bạn. Vô luôn vô luôn vô luôn vô luôn vô luôn vô luôn. Cái này còn cái chân nữa nè. Vô luôn. Còn phải ba ủi vô. Đớn rồi. Còn cái chân kìa. Đây. Còn cái chân kìa. Ông ra đừng nào ông chào. Bà ơi, tao khói luôn. Tiêu không sợ bay. Bữa nay á mình sẽ hành hạ ổng nha các bạn. Cho vừa cái tập bữa hổm mà hả. Ổng chơi mình nè. Ổng nấu chai ngủ nghiêng đâu. Ai ngủ bây dân ai cho ngủ nè. Ổng bữa hổm á mình đang ngủ ha các bạn. Ổng quấn mình ha. Ổng đem mình ra giữa mưa bữa nay mình tự nhiên hết mưa luôn trời. Trời thúi quá mà ơi. Ông trời thương ta hết mưa. Thương không hả? Trời ơi. Thương. Rồi sao ra? Hả? Cạp ông nội, cạp ơi. Cày đi, cháu từ từ đi. Còn cái công cái dù nữa. Cày đi, ông cháu từ từ đi. Trời ơi, cạp tới mốt chưa ra nữa. Trời ơi, ông trời không có hả? Trời. Ừ. Còn cái gì vô tôi mở ông ra hai tung bàn nha. Chạy còn đổ ông với ông Sam. Ông Sam. Chạy đổ ông á. Thôi mà nói nghe nè, không chạnh mưa đó. Cái này cũng quay phim nha, tụi tôi không biết gì cho ông có ra được. Ông cũng có viết quay phim đó. Trời ơi trời, ổng thừa biết là của tôi mà. Ông cái này tôi không coi, cái này tôi không coi chứ không coi. Hồi nãy tôi muốn quăng miếng nào vậy nha. Ngọc Phú, gan ông đi, Ngọc Phú. Cái lại đi. Thúi quá. Chiến này mấy con thỏ nó thú quắc luôn. Các bạn, này mới vừa lòng với mình nha các bạn. Ông Sam. Ông thấy gì có vừa chưa ông Sam? Chưa phải không? Còn biết nào đâu anh em? Bơi anh tỉnh. Ổng là ra được cái gì kìa, ổng ngồi đó ông cặm cụi ông ăn. Ê ông nội. Cãi của em thỏ dành ăn không nội. Chà đường nãy tôi quậy. Lấy chà đường xuống đây. Chà đường đây. Ừ. Ê chọn từ từ nha, đừng có tạt từ nha. Từ từ thôi. Từ từ vô. Ra được không làm gì? Vô. Rồi vô.
Làm gì không sao? Thú quá à. Ê, chậu miếng trà đường. Má già thiệt mà. Ê, cuộn cái chân lên. Cuộn cái chân lên. Cuộn cái chân không lên. Trời trời. Thú quá ông sạm ơi. Thú quá. Bộ tao ra đường cái là mình tới chuyện tao. Trời không ra được thì tụi tôi đi về tới nhà nhớ. Nhìn ông giống chủ ghế luôn rồi đó. Ông đang chụp ghế luôn rồi đó. Ê, cuộn cái chân lại, ông không coi được đâu. Ông đâu có coi được đâu. Ông đây. Chó chân lên xíu nè. Ừ. Đi đi chân luôn. Vậy, đi chân vậy. Đi chân vậy. Kiếm giờ. Lê 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 cậu. Trời đâu. Để tôi ra luôn đây. Còn cái dù nữa khỏi lo. Nãy tôi gọi cũng như dù lại. Ờ nói chung là không gặp gì em trời hả. Ông cậu gì thúi. Đại quân nhân cái đẹp gái gì hả. Mở ra được cả. Ôi. Ông biết là tụi tôi quắn chắc luôn rồi. Sao ra được. Ông sao. Ông ra cũng đâu được. Bây giờ ông cầu xin tôi đi. Tôi thả ông ra ông sao. Ông ta vừa cũng thả ông rồi. Lùng lên chân lùng. Lùng lên tiếp lùng. Tiếp lùng. Vô tiếp lùng rồi. Cuộc cái lên. Cuộc cái chân lên. Cuộc cái chân lên. Dựng cái chân á. Dựng cái chân á. Dựng cái chân lên á. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Chết mẹ. Không được. Đúng rồi. Đúng rồi. Ê Sam, lần này thôi nha, lần sau không chơi tôi nữa nha. Lần sau tôi, lần này ông mà chơi tôi nữa là của anh em tôi chơi ông nữa. Sợ chưa? Dạ ông sợ chưa? Ông sợ không? Ê lần sau anh Sam, lần sau muốn nó gắt lắm, nhớ ngủ nữa nha ông Sam. Mát không? Coi là không sợ rồi. Ê ông sợ là lần sau hậu quả khôn lường nó nha ông Sam. Sao có không có nhẹ trong đâu. Sao 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 thú không Yeah!